Tôi, Nguyễn Thành Nhương, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trực Thái. Trường trung học cơ sở Trực Thái là nơi công tác cuối cùng của tôi năm 1985 đến năm 1987. Tôi đã làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, thuộc tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Bạc Liêu, nơi tận cùng của Tổ quốc. Sau 5 năm, 1983 đến 1987, làm nghĩa vụ chi viện cho giáo dục miền Nam, tôi được trở về đất Bắc và tiếp tục làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trực Phú. Từ năm 1987 đến 1989, thuộc xã Trực Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, và cuối cùng cũng được về quê nhà từ năm 1989 đến năm 2009, làm phó hiệu trưởng. Từ năm 2009 đến 2014, đúng 5 năm làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trực Thái. Trước khi nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trực Thái, tôi đã có 22 năm làm phó hiệu trưởng ở Minh Hải 2 năm, Trực Thái 20 năm và 4 năm làm hiệu trưởng. Ít nhiều cũng đã trải qua 26 năm làm lãnh đạo cấp trung học cơ sở và cũng tích lũy được một số kinh nghiệm. Bước vào trận chiến đấu mới, đây là thời gian 5 năm cuối cùng của tôi hoàn thành nhiệm vụ giáo dục trước khi nghỉ hưu. Trong suốt thời gian 5 năm học 2009-2014, tôi quan trọng và tiếp tục chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng dạy và học với khẩu hiệu chất lượng là hàng đầu. Trong đó, quan tâm đến nâng cao bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận, vì sau 5 năm tôi sẽ nghỉ hưu. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tư tưởng chính trị tốt, có nghiệp vụ chuyên môn khá và giỏi, tích cực đổi mới theo kịp với thời đại. Có một hội đồng sư phạm đoàn kết nhất trí cao, có chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học sinh, ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi, đảm bảo chất lượng đại trà đồng đều và bền vững, coi trọng việc đánh giá chất lượng học sinh phải trung thực, công bằng và khách quan. Kết quả trong 5 năm tôi nhận nhiệm vụ hiệu trưởng được giáo viên, học sinh, phụ huynh, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành giáo dục ủng hộ giúp đỡ, đã giành được một số thành tích đáng khích lệ. Chất lượng học sinh giỏi, chất lượng đại trà luôn đứng đầu trong huyện. 4 năm học được Ủy ban dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, kèm theo 2 bằng khen của Ủy ban dân tỉnh tặng đơn vị có 2 năm liên tục đạt xuất sắc. 1 năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến do Ủy ban dân huyện tặng. Năm 2011, Ủy ban dân tỉnh công nhận trường trung học cơ sở Trực Thái đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 bền vững, là đơn vị đầu tiên của huyện Trực Ninh. Điều mà tôi yên tâm và phấn khởi nhất trước khi tôi nghỉ hưu tháng 11 năm 2014 là đã kiện toàn và bàn giao cho một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ giáo viên có đủ khả năng tiếp tục gánh vác sự nghiệp giáo dục và có đủ tiềm năng tiếp tục đưa trường trung học cơ sở Trực Thái ngày một vững bước đi lên. Ok, thưa thôi. Vâng.